quý vị, những ngày này thì bầu không khí tại sân bay Nội Bài rất nhộn nhịp khi mà lần lượt các đội tuyển thể thao trong khu vực Đông Nam Á sẽ lần lượt đến Việt Nam để tham gia tranh tài tại SEA Games 31. Và để hỗ trợ cho các đoàn thể thao này thì đã có khá đông các bạn tình nguyện viên được đào tạo và có mặt tại đây để giúp đỡ các đội tuyển. Sáng qua thì đội tuyển Futsal Thái Lan với một lực lượng đông đảo gồm 21 thành viên đã có mặt tại Hà Nội. Sau khi rời khỏi sân bay Nội Bài thì đội tuyển Futsal Thái Lan đã di chuyển đến Hà Nam để chuẩn bị cho các trận đấu tại SEA Games sắp tới. Trung tâm báo chí và trung tâm truyền hình quốc tế phục vụ SEA Games 31 đã chính thức hoạt động vào ngày hôm qua, địa điểm là tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trung tâm báo chí và trung tâm truyền hình quốc tế được xem như là trái tim của công tác truyền thông báo chí của đại hội. Tại đây có khu vực làm việc diện tích 600m² và được bố trí bàn, ghế và máy tính cho 200 phóng viên tác nghiệp cùng lúc. Ban tổ chức SEA Games 31 hôm qua, trong buổi ra mắt trung tâm thì đã giải đáp các câu hỏi, tiếp thu ý kiến của các phóng viên trong nước và quốc tế và để lại kênh liên lạc để hỗ trợ cho các phóng viên tốt nhất có thể khi mà đưa tin về các hoạt động trong và bên lề của SEA Games 31. Dạ vâng, và mở màn cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á do Việt Nam đăng cai là lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 12 tháng 5. Đến thời điểm này thì ban tổ chức đang gấp rút bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Vâng, buổi tối ngày hôm qua thì đã diễn ra buổi sơ duyệt lễ khai mạc SEA Games 31. Cho dù là bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thế nhưng mà lễ sơ duyệt đã cho thấy là nước chủ nhà đã vượt qua khó khăn để có thể trình chiếu một lễ khai mạc mãn nhãn và ấn tượng. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình lung linh bởi ánh sáng của công nghệ. Các diễn viên, vận động viên bắt đầu tập luyện với các đại cảnh mang đậm nét văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á. Những hình ảnh rực rỡ gây ấn tượng mạnh với bất cứ ai xem buổi sơ duyệt lễ khai mạc SEA Games 31. Đối với người tham gia biểu diễn sự kiện này, chẳng ai giấu nổi cảm xúc của mình. Thì đây cũng là một vinh dự của toàn thể các cựu vận động viên đã cố gắng làm sao đem ngọn đuốc cũng như là tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho SEA Games 31 tại Việt Nam. Hồi em còn bé thì cũng đã tham gia một lần, nhưng mà hồi đấy còn nhỏ quá nên là cái ký ức nó cũng chưa được rõ ràng lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì kiểu tập trong suốt cả hơn một tháng thì em cảm thấy là thật sự là rất là đáng nhớ. Chào đón tất cả các bạn. Trong năm đại cảnh của lễ khai mạc, các diễn viên phải múa uyển chuyển đồng đều, từng động tác sao cho khớp với nhạc và ánh sáng, tất cả miệt mài tập luyện bất kể ngày đêm, bất chấp mọi thời tiết để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù trời mưa rất là to, nhưng mà bọn em rất là cố gắng để hoàn thành cái nghĩa vụ thiêng liêng của bọn em, của một người nghệ sĩ. Trong những ngày tới là những thời gian mà chúng tôi đã chuẩn bị rất là tập trung, và tất cả ekip của chúng tôi làm ngày làm đêm để chúng ta xem ra được một cái sản phẩm mãn nhãn với hình ảnh của 3D mapping cũng như là thiết công nghệ AR. Dù trời có đổ mưa hay nắng, những giọt mồ hôi tuôn rơi sau những buổi tập, nhưng ai cũng tự hào, sẵn sàng cống hiến hết mình để lễ khai mạc diễn ra thành công và ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.